Từ đêm ngày 8 tháng 6 đến sáng ngày 9 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng có mưa lớn kéo dài, khiến nhiều nơi ngập diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất. Theo đó, mưa lớn kéo dài xảy ra tại một số địa phương ở Quảng Ninh như huyện Hải Hà, Đầm Hà, thành phố Uông Bí đã khiến nơi đây bị ngập cục bộ. Bên cạnh đó, tại các sông, suối, nước dâng cao gây ngập ngầm tràn tại một số xã của thành phố Hạ Long, huyện Ba Chẽ. Trong đó, ngập cục bộ nhiều nhất diễn ra tại phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, khi mực nước có nơi ngập gần tới cửa kính ô tô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Sơn cho biết, cơn mưa kéo dài từ 1 giờ đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng, đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, giao thông bị ảnh hưởng. Hiện chính quyền địa phương đã cử lực lượng tới di dời một số hộ dân tại khu 2, 3 và 4 của phường vì nằm trong khu vực ngập sâu nguy hiểm. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng yêu cầu ngành điện tạm thời ngừng cung cấp điện tại một số khu vực ngập cục bộ để tránh nguy hiểm. Sáng ngày 9 tháng 6, video ghi lại cảnh xe bán tải của cảnh sát giao thông loay hoay khi bị ngập đến thùng xe ngay trước cổng một cây xăng ở Uông Bí, thu hút sự chú ý của nhiều người. Còn tại thành phố Hải Phòng, do ảnh hưởng mưa lớn, nhiều khu dân cư biến thành ao, nhiều tuyến đường ngập sâu tới gần 40cm như Lê Lợi, Tô Hiệu, Tôn Đức Thắng, Lê Khánh Thiện, Lạch Tray, Lê Đại Hành, Hạ Lý, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Cầu Đất, Đi Tiên Hoàng, Trung Lực. Theo giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hải Phòng, Phạm Quang Quỳnh, mưa lớn dồn dập với lượng mưa đo được tại thời điểm 3 giờ sáng lên tới 200mm, kết hợp cùng với chiều cường 3,8m gây ngập lụt diện rộng. Khoảng 11 giờ trưa ngày 9 tháng 6, chiều cường đạt đỉnh cùng với lũ về nâng mực nước tại các sông lên 4,2m. Thưa quý vị, theo cập nhật mới nhất của cơ quan chức năng, vào chiều tối qua 8 tháng 6, mực nước trên sông Gâm tại trạm Thủy Văn Bảo Lạc ở mức trên mức báo động 3 là 0,2m. Dự báo nước tiếp tục dâng, nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông Gâm, các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản số 215 đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, thông tin kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng tránh. Chủ động có các biện pháp sẵn sàng tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ đập, khu vực trũng thấp, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt đến nơi an toàn. Các hộ nuôi cá lồng cũng cần chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn. Trước đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây ngập lụt tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, làm 11 nhà cửa của hộ dân bị sạt lở, làm hàng chục hecta hoa màu bị thiệt hại ngập úng. Các tuyến quốc lộ 4A, 34 bị sạt lở trên 30 điểm, giao thông bị chia cắt. Tối qua 8 tháng 6, tại cơ sở chăm sóc sắc đẹp của gia đình ông Trần Chiến Thắng thuộc tổ 1, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ cháy. Thông tin từ chính quyền địa phương, vào thời điểm trên trời có mưa to, sét đánh trúng cục nóng điều hòa gây cháy tại tầng 2 của ngôi nhà. Nhận được thông tin, lực lượng cứu hỏa đã điều 3 xe đến hiện trường để khống chế đám cháy. Chỉ khoảng 10 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua xác định ban đầu, tài sản thiệt hại không đáng kể. Vụ việc không gây thiệt hại về người, một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng. Ngôi nhà xảy ra cháy hiện đang kinh doanh gội đầu massage. Những ngày vừa qua, hàng loạt địa phương tại miền Bắc ghi nhận tình trạng sấm sét. Trong đó, hôm 5 tháng 6, một người phụ nữ tại Thanh Trì, Hà Nội bị sét đánh khi đang đi cắt rau ngoài đồng và hiện đang nguy kịch. Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi có mưa to, sấm sét, người dân nên tắt các thiết bị điện trong gia đình hoặc có thể sử dụng thiết bị thu sét để bảo vệ an toàn cho các đồ dùng và tính mạng con người. Trận mưa lớn kéo dài 3 giờ kèm dông lốc khiến 70 căn nhà tại tỉnh An Giang bị tốc mái, trụ điện và hàng loạt cây xanh bị gãy đổ vào chiều 8 tháng 6. Khoảng 14 giờ, mưa lớn kèm dông lốc quét qua các huyện Châu Phú, Phú Tân, thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc khiến nhiều căn nhà bị tốc mái. Nhiều tấm tôn văng ra đường, vướng trên trụ điện. Tại thành phố Châu Đốc, nhiều cây xanh gãy đổ, trong đó có một số cây cổ thụ bật gốc đè lên nhà dân. Mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường tại thành phố bị ngập cục bộ. Thống kê của các ngành chức năng, cơn dông chiều 8 tháng 6 khiến 70 căn nhà tốc mái, thiệt hại gần nửa tỷ đồng. Đường điện trung thế tại xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú bị ngắt cục bộ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, do chịu ảnh hưởng của vùng nhiễu động gió trên cao tại khu vực Nam Biển Đông, xu hướng dịch chuyển về đất liền Nam Bộ gây mưa dông mạnh cho các tỉnh phía Nam. Với mục tiêu hoàn thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 trước ngày 30 tháng 6 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện phối hợp cùng lực lượng được tăng cường từ các địa phương, tập trung dựng cột, kéo dây. Dù thời tiết rất khắc nghiệt, địa hình phức tạp nhưng với tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi,
Các đơn vị đang quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Hà Tĩnh. 11 giờ trưa, dưới cái nắng như thiêu như đốt, song hàng chục công nhân vẫn đang tích cực lắp đặt cột 175 qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Đây là cột cao nhất của tuyến đường dây 500 kV mạch 3 qua Hà Tĩnh với chiều cao 145 m, trọng lượng 426 tấn. Đến nay cột đã thi công hơn 90 m, dự kiến hoàn thành vào ngày 20 tháng 6. Bây giờ đến giai đoạn mà dựng cột và kéo dây thì công tác đảm bảo an toàn đặt lên hàng đầu. Thì đơn vị thì thi công đã bố trí các cái tổ đội vào các vị trí mà phải đảm bảo được cái phần luân chuyển, ví dụ đặc biệt cái phần trên cao, anh em là phải luân chuyển người làm việc trên cao để không để cho các anh em làm việc trên cao là liên tục nhiều giờ. Đấy, thì đơn vị thi công là phải bố trí được các cái nhóm mà đủ nhân lực để luân chuyển người để làm việc trên cao. Phần móng thì đơn vị đã thi công hoàn thành, nhưng mà thời gian hoàn thành phần móng thì là cũng phải đợi cái phần cột của các đơn vị cấp hàng, phần cột cấp cho công trình, mà hiện tại là đến nay là cái phần cột chưa cấp đủ cho các vị trí để đơn vị đồng loạt triển khai thi công các vị trí ở trên công trường. Còn đây là gói thầu số 24 do công ty cổ phần tập đoàn PC1 đảm nhận. Hiện nay đơn vị đã hoàn thành dựng 12 trên 16 cột với hình thức thi công cuốn chiếu. Đơn vị đang tiếp tục thi công 4 cột còn lại, đồng thời thực hiện việc kéo dây để rút ngắn thời gian thi công dự án. Hiện tại thì nhà thầu PC1 cũng đang triển khai kéo dây một khoảng nẻo là khoảng nẻo 167-170. Và các khoảng nẻo khác thì nhà thầu cũng đang tập kết vật tư phụ kiện dây xử lên công trường và đang lắp đặt trước, trải dây trước. Khi nào đủ điều kiện thì là nhà thầu triển khai căng dây để lấy đầu vòng và triển khai kéo dây hoàn thiện. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Quỳnh Lưu dài 225 km với tổng cộng 463 vị trí móng cột. Đến nay đã hoàn thành toàn bộ phần móng, dựng xong 166 cột và đang dựng 119 cột. Đã hoàn thành kéo dây 8 khoảng néo, đang kéo dây 3 khoảng néo. Tuy nhiên hiện có 5 vị trí đi qua dãy Hoành Sơn được xác định là đường găng tiến độ của dự án do địa hình phức tạp. Thứ nhất là tăng cường tối đa các cái trang thiết bị, máy móc, và cái thứ hai nữa là điều động quân số là có thể là gấp đôi và gấp ba và tăng ca để làm đêm thì để bảo đảm cái tiến độ hoàn thành nhanh nhất các móng này. Nhằm đưa dự án về đích đúng thời hạn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã điều động hàng nghìn cán bộ, công nhân tham gia hỗ trợ các nhà thầu. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với tiến độ dự án là chậm trễ trong việc cung ứng vật tư dựng cột, khiến công tác thi công tại nhiều vị trí bị ngắt quãng, đình trệ.